Các con là ánh sáng thế gian. Kính thưa quý cha, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa xem cái video nói về 30 năm linh mục của Đức Tổng Giám mục Giuse của chúng ta. Và hôm nay chúng ta cũng hiệp với cha sở của chúng ta để mừng 22 năm linh mục của Ngài. Ngày lễ hôm nay là hai trong một, một niềm vui của hai người. Niềm vui đó là gì anh chị em? Được Chúa gọi để chia sẻ cái sứ vụ tư tế, ngôn sứ và lãnh đạo của Chúa Giêsu. Lời Chúa ở bài đọc 1 trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chúng ta thấy là tiên tri Elia Chúa gọi và đi phục vụ cái sứ mạng của Ngài. Đó là nói lời Chúa cho Acab, cho dân Israel, cho dân Do Thái. Mà lúc này á, là Israel đã bỏ Chúa. Ông vua Acab nghe lời Jezabel là vợ của mình đem các thần ngoại về và lập những cao đàn để thờ trên đó. Bài hát chúng ta mới nghe là Chúa hằng thành tín và yêu thương, muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhưng mà con người chúng ta thì hay bất tín bất trung. Chính vì vậy mà Elia mặc dầu là nể là sợ Acab là vua mà, nhưng Ngài không có bất tín với sứ mệnh của mình. Là Chúa bảo ông ta đi rao giảng cho Acab, nói về sự vô tín của nhà vua và nói về sự nguội lạnh và bỏ đạo đối với dân Israel. Họ đã từ bỏ Chúa và chạy theo các thần ngoại. Nếu chúng ta đọc tiếp sách Các Vua thì sẽ có chuyện là Elia thách thức với 400 sư sãi Ba-an, mà sư sãi này là của bà Jezabel, bà hoàng hậu. Rồi sau đó Elia bị bà rượt chạy lên núi Oreb. Ở đây chúng ta thấy Elia tin tưởng vào Chúa. Israel lúc đó bị hạn 3 năm 6 tháng, không có nước, không có bánh. Chúa bảo ông ta núp vào khe núi, ở đó có nước và quả đem bánh. Nhưng dần dà cũng hết nước hết bánh. Hôm nay thì Chúa lại cho ông gặp một cái bà quá. Bà nghèo, bà chỉ đi lượm ít củi để về nấu một ít bột và dầu rồi ăn rồi chết. Nhưng Elia khuyên bà làm cho Elia một cái bánh và ít nước là được rồi. Bà đã tin và bà đi làm, và phép lạ xảy ra. Hũ bột không hề vơi và bình dầu cũng không hề cạn. Đức tin, bà này đã tin thì được, và Elia đã tin thì Elia cũng được. Được đó là Thiên Chúa hằng nuôi dưỡng cho sứ mệnh của Elia, mặc dầu gặp nhiều khó khăn. Anh em là ánh sáng của muôn dân. Nghe cái từ ánh sáng chúng ta sẽ dội, bởi vì đứng trước mặt Chúa ai cũng là tội nhân. Chúng ta đen nhiều hơn là sáng, thì làm sao mà mình có thể trở nên ánh sáng này? Đây là một cái hồng ân đặc biệt mà Chúa dành cho con người chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa là một số người mà Chúa gọi, Chúa chọn để ra đi làm công việc của Chúa. Làm công việc của Chúa, noi gương Chúa Giêsu đầu tiên, đó là vị thượng tế, dân của lễ, thực hiện việc thờ phượng, phục vụ các bí tích trong giáo hội. Điều thứ hai, bắt chước Chúa Giêsu, tham dự vào sứ vụ chăn dắt của Ngài, là thủ lãnh, là vua. Mà hình ảnh dễ cảm, dễ mến đó là chủ chiên. Rồi cuối cùng là rao giảng tin mừng, dạy dỗ, hướng dẫn. Chúa Giêsu dạy các tông đồ
Rồi Chúa sai các tông đồ đi ra rao giảng dạy dỗ muôn dân. Ngài chọn các linh mục để thế Ngài, bởi vì Ngài chỉ ở trần gian có 33 năm thôi. Và các linh mục tiếp tục sứ vụ tư tế ngôn sứ và lãnh đạo của Ngài nơi trần gian này, mà cụ thể là trong giáo hội, với giáo hội và vì giáo hội. Giáo hội là thân mình của Chúa Giêsu. Và các linh mục vẫn là những con người yếu hèn và tội lỗi nữa, nhưng Chúa đã thương chọn, và chúng ta tin tưởng rằng chắc chắn Chúa ban nhiều ơn lành, nhất là 7 ơn của Chúa Thánh Thần, để các ngài dầu là hèn mọn yếu đuối tội lỗi, các ngài cũng được mời gọi chu toàn cái nhiệm vụ, cái sứ vụ mà Chúa đã giao phó. Mà Chúa chỉ mời gọi cái người rao giảng tin mừng là chữ thành tín, trung tín. Elia đã trung tín với sứ vụ mà Gia-vê giao cho ngài. Hôm nay chúng ta mừng lễ của Đức Tổng cũng như cha sở chúng ta. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các ngài là những đấng thay mặt Chúa Giê-xu để phục vụ giáo hội, phục vụ dân Chúa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các ngài đầy ơn Thánh Thần, để Thánh Thần tiếp tục nâng đỡ sự yếu hèn của các ngài, thánh hóa các ngài, để giúp cho các ngài có thể trở nên men muối ánh sáng cho trần gian như Chúa mời gọi. Mà mời gọi không chỉ các ngài, mà chúng ta là những người đang nghe lời Chúa đó. Khi người Kitô hữu chúng ta nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta cũng được tháp nhập vào thân mình của Chúa Giêsu và tham dự vào ba cái sứ vụ của Chúa Giêsu đó. Tùy theo ân ban của Chúa Thánh Thần, người làm cha, người làm mẹ, người làm chồng, làm vợ, làm con cái, người bác sĩ, kỹ sư, tất cả Kitô hữu chúng ta theo nhiệm vụ, theo bổn phận của mỗi người cũng thư hành ba cái sứ vụ của Chúa Giêsu mà ta gọi là phổ quát. Vậy khi cầu nguyện và vui mừng nhớ đến ngày thánh hiến, ngày mà hai đấng đã bước lên bàn thánh, chúng ta tiếp tục nâng đỡ không chỉ vật chất mà nhất là gương sáng của mỗi người Kitô hữu chúng ta, gương sáng của mỗi anh chị em trong giáo xứ, để cha có thể nhìn thấy đó, để khích lệ mình sống thánh hơn nữa, sống thiện hơn nữa, sống nhiệt tình bác ái hơn nữa, để cả chủ chiên và đoàn chiên là những phản ảnh, những hình ảnh của Chúa Giêsu là chủ chiên trên mọi chủ chiên, là thánh trên mọi đấng thánh. Giêsu đã nhập thể, nhập thể, và chúng ta có một bảo đảm là Chúa Giêsu nói sao: Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến thần thế, mà ở với quyền năng của Thánh Thần. Chúng ta mới mừng lễ Chúa Ba Ngôi đó. Ba Ngôi ở với giáo hội cho đến tận thế. Vì vậy chúng ta không có lo, không có sợ. Chỉ có một điều lo sợ là chúng ta hay bất tín, bất trung. Vì vậy chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cả dân các ngài lên bàn thờ, xin Chúa Thánh Thần trong bí tích thánh thể mà chúng ta sắp lãnh nhận, giúp cho các ngài luôn xứng đáng là như thừa tác viên của Chúa, luôn xứng đáng là những chủ chiên theo lòng Chúa mong ước, luôn xứng đáng là men muối ánh sáng cho trần gian. Và ngay cả mỗi người chúng ta nữa, chúng ta cũng được mời gọi trở nên men muối ánh sáng của trần gian qua đời sống đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng và lòng mến sắc son.